hàng trăm thiết bị điện lạnh, nhiều thùng vải và phụ tùng xe máy, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ. Số hàng lậu này vừa bị đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vào ngày 24 tháng 11 năm 2017 tại một bãi xe trên đường Nguyễn Thế Truyện, quận Tân Phú. Theo thông tin ban đầu, đoàn liên ngành phát hiện một xe tải có dấu hiệu nghi vấn đang chở hàng vào một bãi xe trên đường Nguyễn Thế Truyện nên khám xét. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe tải chở hơn 150 bộ máy lạnh đã qua sử dụng, nhiều thùng vải, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ. Tiếp tục kiểm tra hai kho hàng trong bãi xe, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có hơn 100 bộ máy điều hòa, tủ lạnh, nhiều xe máy xuất xứ Trung Quốc đã tháo rời các bộ phận. Tất cả số hàng này cũng đều qua sử dụng và thuộc danh mục cấm nhập vào Việt Nam. Được biết số hàng này sau khi đưa vào thành phố Hồ Chí Minh sẽ được sửa chữa, tân trang lại mới để tung ra thị trường. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.